Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Đầu tiên thì mình chúc anh em một năm mới mạnh khỏe và đầy sức khỏe nhá. Anh em nào mà có người yêu rồi thì cố mà giữ. Anh em nào mà chưa có người yêu như mình ấy thì xem hết video này và để lại cho mình một like nhá. Có lẽ là ở những cái video trước thì mình đã chia sẻ cho anh em về những cái trường hợp mà chúng ta bị rơi flycam. Và trong đó thì có một cái lý do, đó chính là chúng ta bị bắn rơi. Vì thế là trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách thức mà chiếc súng được hoạt động để có thể là bắn rơi flycam của anh em nhá. Đầu tiên thì có lẽ là anh em cũng biết rằng khi mà chúng ta bay flycam ở Việt Nam thì anh em sẽ có những cái vùng cấm. Và khi mà anh em bay vào những cái vùng cấm này ấy, thì sẽ có những cái trường hợp sau đây nó sẽ xảy ra. Đầu tiên này, nhẹ nhàng nhất là cái chiếc flycam của anh em nó sẽ quay trở lại cái vị trí ban đầu mà anh em đang bay. Thế nhưng mà anh em đừng vội mừng, bởi có lẽ rằng là đây sẽ là một cái cách để người ta có thể là tìm ra vị trí của anh em. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà mình gặp nhiều nhất, đó chính là cái chiếc flycam của anh em ấy nó sẽ bị rơi tự do. Và đôi khi là khi mà rơi tự do thì nó sẽ rơi xuống những cái chỗ mà chúng ta không thể nào tìm được. Hoặc đen hơn nữa là chúng ta sẽ rơi ra sông, ra ngòi. Thì tất nhiên rồi, anh em sẽ mất flycam rồi. Và một cái trường hợp nữa mà mình thấy rằng là nó cũng xảy ra nhưng mà rất ít, đó chính là người ta sẽ tịch thu cái chiếc flycam của anh em bằng cách là người ta sẽ can thiệp vào cái sóng vô tuyến đó và chiếm quyền điều khiển flycam, khiến cho cái việc là flycam của chúng ta sẽ bay về cái vị trí của người bán flycam đó. Vậy thì không biết là ở trên thế giới hay là ở Việt Nam của chúng ta thì có những cái mẫu súng nào có thể là chế áp được những cái mẫu flycam này? Thì chia sẻ cho anh em thì cái mẫu súng đầu tiên ấy thì nó được sản xuất bởi một nhà sản xuất có tên là Troncel. Và đây là một cái nhà sản xuất mà nó vô cùng nổi tiếng tại Úc. Và cái chiếc súng đầu tiên này thì có tên là Tron Gun Tactical. Chia sẻ với các bạn một chút về cái chiếc súng này thì các bạn có thể là nhìn thấy ở trên màn ảnh. Thì anh em thấy là cái chiếc súng này nhìn nó rất là hầm hố. Và đâu đấy thì mình thấy rằng là nó không giống những chiếc súng mà mình chơi ở trong game Free Fire, cái game lửa chùa ấy. Và cái chiếc Tron Gun Tactical này thì nó hoạt động áp chế ở nhiều giải tần, như là giải GPS này, giải điều khiển 2.4GHz và giải truyền dữ liệu số 5.8GHz. Và súng này thì có thể là áp chế flycam bằng cách là can thiệp vào sóng vô tuyến giữa người điều khiển và máy bay, hoặc là hệ thống GPS để chiếm quyền, buộc máy bay phải hạ cánh hoặc là trở về vị trí của người điều khiển. Và cái tầm bắn của mẫu súng này thì là khoảng 1-2 km. Bên trong thiết bị thì được trang bị là 2 viên pin. Và theo như nhà sản xuất thì là súng có thể hoạt động liên tục 2 giờ trong một lần sạc. Và ở Việt Nam chúng ta cũng đã có một cái loại súng tương tự do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu. Và cái mẫu súng này thì đã được đưa vào sử dụng vào năm 2019. Và đây chính là cái nỗi khiếp sợ của nhiều anh em chơi flycam. Về cơ bản thì mình thấy rằng là ngoại hình này cũng như là những cái tính năng của chiếc súng này ấy, thì nó không thua kém những cái mẫu súng khác của những cái nước tiên tiến khác. Và cách thức hoạt động của súng này thì nó cũng giống y hệt so với chiếc súng của Troncel mình mới giới thiệu ở bên trên, là nó hoàn toàn có thể là làm rơi máy bay của anh em này. Nó có thể can thiệp được vào cái quyền điều khiển để có thể là buộc thu giữ cái chiếc flycam của anh em. Và bên cạnh đó nữa thì chiếc CA-18 này ấy, nó còn được trang bị thêm cho mình đó là một cái ngắm bắn để có thể là bắn flycam từ xa. Và cái nòng ngắm bắn này thì nó được trang bị là hạn chế tia UV đến từ ánh mặt trời. Và thêm vào đó nữa là nó hoàn toàn có thể là đổi màu để có thể là phù hợp với cái thời tiết. Ví dụ như mà chúng ta bắn vào ban đêm ấy, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây để có thể là dễ phát hiện cái flycam hơn. Và đây có lẽ là cái câu trả lời cho những cái tút ở trên mạng mà mình đã từng xem, là tối qua mình vừa mới chơi một chiếc DJI Mavic 2 mà bị bắn rơi. Anh em nào mà có nhận được thì cho mình xin lại nhá. Thì CA-18 chính là câu trả lời cho cái việc là flycam của anh em nó bị rơi đấy. Và ngoài hai cái mẫu súng mình vừa mới kể trên thì vẫn còn một cái mẫu Tron Gun nữa mà mình muốn kể cho anh em. Và cái mẫu này thì được sản xuất từ Anh, có tên là Skywar Patrol. Và nó hoạt động theo cách thức là nó sẽ bắn ra một cái tấm lưới để có thể là hạ gục cái chiếc flycam của chúng ta. Thế nhưng mà mình thấy rằng là cái mẫu này thì nó không được phổ biến cho lắm. Và cái mẫu phổ biến hơn cả đó chính là cái mẫu CA-18 của Việt Nam chúng ta và cái mẫu của Troncel. Và đó là hai cái mẫu mà được sử dụng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em về cái cách thức mà cái chiếc súng của chúng ta hoạt động để có thể là bắn hạ flycam của anh em. Nhưng mà mình mong rằng là anh em khi mà bay flycam ấy thì chúng ta nên tránh những cái vùng cấm ra để có thể là, một là chúng ta sẽ không bị mất flycam này, cái thứ hai là chúng ta tuân thủ cái luật bay của Việt Nam đó. Và cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.